lớn cái ta, mấy ngàn tập lớn cái ta. Trời ơi, chó tới tầm này nó lớn bà cố luôn. Mà lúc này nó bắt, nó gần Tết hay gì mà nó bắt bắt gì, bắt chó lên cho nó làm thu rơm á. Trời quá ơi. Trời luôn. Cái nhiều ghê luôn. Cái tuổi này mấy anh trộm chó nhìn nhìn là nhỏ dãi. 12 kg. Nhìn nhìn là nhỏ dãi luôn, mấy anh trộm chó nhìn là nhỏ dãi. Cày tơ. Ông có dùng cày tơ. Cái này không nên nha. Em không ăn thịt chó. À đừng bao giờ ăn thịt chó nghe. Nghe luôn. Chuyện không được đâu. Chó bỏ rồi. Mày ghê nhiều ghê không à? Đâu? Ghê của chết. Trời. Đâu rồi? Má, nàng nó chơi đùa đâu mà bên bên nhiều. Cái cổ nó mới ghê nè. Lỗ tai nữa nè. Ờ lỗ tai nó kìa bé không. À, hôm nay tôi bận quá tôi không bắt. Rồi kìa đây đây đây. Quá trời ơi. Gặp chó lông đậm nữa, xong kiếm con nào mà lông ít á mà nuôi cho con lông đậm chi cho nó bù xù. Nó lông xù mới đẹp chứ. Tắm mà nói mà mua thuốc chết cho. Ngày nào không tắm trời. Mua thuốc chết ra chết cho nó. Chết nó càng nó có đúng không? Ừ. Chết nó chỉ rụng thôi. Ừ. Rồi nó lại lên tiếp. Với lại thuốc cái có một loại thuốc gì mà tắm ở ngoài thú y á. Ừ. Tôi mua về tôi tắm cho nó là nó xúc người luôn, gợi y như là nó ăn trúng một cái gì độc á. Ừ. Là nó phi một mép luôn. Ghê vậy. Ừ, mà nó cũng không hết luôn. Phải đây theo đây em ông sẵn sẵn có dịp này ông có cái mẹo nào mà chỉ cho ve chó không ta? Ông em chó bù chét nữa. Em có một cái mẹo này mà em test ok. Em test ok với chó nha em. Phải không? Ừ. Sẵn em chỉ anh cho anh luôn ha. Ừ, sẵn. Cái này tắm cái này tôi đã test mà tôi cảm thấy nó rất là ok. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉ ve chó và bù chét chó. Thiệt đó. Khử mùi này là mùi ve với lại mùi bù chét nha chưa? Khử mùi hôi của chó luôn. Mùi hôi của chó. Chó mà cứ mùi giống nổi. Sẵn anh lấy cái thau nước ra anh tắm nó luôn em chỉ cho. Em tâm ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách triệt ve chó với bộ chét. Bộ chét rất là hiệu quả. Đầu tiên. Anh đầu tiên các bạn nhà với chó nhiều đúng không? Các bạn hãy tắm cho con chó. Nước rồi đúng không? Ừ, xôi nước tắm cho nó. Tiếng chó nó cũng chịu tắm kìa ta. Rồi. Nó là ấy nóng, nước nóng, nước nóng. Rồi nằm xuống, rồi. Nằm xuống này. Nằm xuống. Nằm đi đây. Nước nóng của ta. Rồi nước mát rồi. Ôi rồi. Nằm xuống. À, cu đen nằm xuống. Tên đặt cái tên cu đen kỳ cục ta. Tại vì hồi đó mình thích cu đen. À, tôi đảm bảo cho luôn là bồ chét không bao giờ dám bu lên người con chó nữa. Thấy con chó tôi dễ thương không? Thôi kỳ đấy. Tôi mở nước ra tôi để cái thao nước đó là nó ngồi nó chơi cả ngày luôn. Ừ. Ông thấy ghê chưa? Nó đặc biệt nó chỉ cần có nước rồi. Ê ngồi. Không, thấy nó lạ nè. Thấy giò em á. Nó quay phim đó chứ còn tôi để nước cái giò nước đó. Bữa nay thì gặp ông á. Còn mọi khi là nó đưa cái mỏ vô cái giò nước đó. Ừ. Là nó vừa uống nó vừa giỡn luôn á. Ôi. Được rồi đó anh. Đẹp ghê. À. Ông thấy nó có cục cửa không? Rồi bây giờ giờ đổ bớt nước ra đúng không? Cho dòng nước tí rồi. Cho dòng nước tí rồi được rồi. Đây là bộ cà phê nha bạn. Đây là bộ cà phê nào cũng được hết nha. Thôi được rồi đó. Rồi. Bỏ nước đây. Ừ. Ngồi im đi anh sẽ chỉ cho mày cách không có con ve chó dám bu vô người mày luôn. Khỏi lo. Rồi. Trời đang nắng mà tắm sao đó. Các bạn trộn cà phê lên. Rồi bắt đầu cái mình sát lên lông đó đúng không? Đúng. Đó anh các bạn anh trộn cà phê lên nha. Rồi các bạn trộn cà phê lên. Bữa nay cho cu đen được uống cà phê luôn nha. Rồi. À. Các bạn trà lên lông đó. Thơm không? Chưng thơm quá. Một cà phê thơm kia ta. Em đảm bảo với anh luôn là mấy con ve chó này nè, mấy con ve chó với bộ chét không bao giờ bu lên người con chó này nữa. Ông nhắc cái này mới nhớ nè. Gì? Vậy là vợ tôi hay lấy cái bã cà phê tôi uống á, biết không? Ừ. Là nó tắm lên đi chứ đỡ bị con này con kia bu hả? Hay sao? Thì hỏi chị cho anh sao em biết được? Không, tôi thấy hay vợ tôi hay kêu là ừ anh uống cà phê anh để cái bã lại đó. Xe gì vậy ta? Xe bốn bánh luôn à? Ba bánh. Ờ xe bánh à? Nó tính ngược cái chưa? Mình lai xuống. Ờ. Lai xuống cho ướt á. Rồi, các bạn cứ lấy một chén cà phê các bạn bôi lên khắp vô người của con chó nhà bạn. Chứ cái cảm giác mình nuôi chó mà chó bù chét không nhìn nó tội kinh khủng luôn á. Có tắm xà bông lại không? Thôi khỏi, không cần tắm xà bông đâu. À để cái mùi này nó bám tay. Để cái mùi này mùi cà phê bám lên trên người nó. Đó, chỉ cần các bạn trà cà phê lên trên lông con chó sát da rồi các bạn tắm lại cho nó chỉ cần để cho nó khô là được. Wow, đâu giờ không nghe mùi chó luôn, nghe mùi cà phê không à? Đúng rồi, thơm. Thơm nữa chứ. Tắm mà tắm thơm quá mấy anh trùm chó anh lại thèm nhỏ dãi nữa. Nói xui không? Nó ở đây dân chúng mới rình rập mấy con này ghê. Rồi được rồi anh ơi, anh cho nó ra đi. Rồi. Rồi chỉ cần vậy thôi anh, chỉ cần vậy thôi. Nếu mà anh xin thì anh lau người cho nó không thì cũng không sao. Chỉ cần vậy thôi em đảm bảo cho anh luôn là bò chét với ve chó nó không bám lên người con chó nữa, với lại khử được cái mùi hôi của chó. Hay vậy à? Ừ. Nếu mà được giống như chó đi vệ sinh hay đi tiểu đi đồ hay cà cà vô người á,
nó hay có cái mùi chó mà. Khử cái mùi, khử cái mùi đi, nó rất là hiệu quả. Đây là cách em làm và em thấy cảm thấy nó ok nên em chuyển ngược lại anh. Mà tắm ngày được một tuần bao nhiêu lần ấy? Thì thường chó anh nuôi anh ngày anh tắm bao nhiêu lần thì anh tắm bao nhiêu lần vậy đi. À, biết rồi. Thì chưa cái cử tắm này có anh xem biết được. Nếu các bạn thấy cái mẹo này hay các bạn có cách nào nữa thì có thể bình luận ở dưới. À, nếu mẹo này hay nhất cần thiết bật chuông nha. Không, nếu mà cách này mà được là nhiều người sẽ chia sẻ và làm theo lắm nha. Chét mà. Chét mùa này ghê lắm á. Thôi nói chung tôi cảm ơn ông nha. Để tôi coi thử nó như thế nào nha. Nhớ đăng ký bật chuông nha.